Nha Trang Plaza. Kia bên đây là Cajun Kitchen. Món ẩm thực khá ngon ở đây. Và kế bên tay trái là Nam Giao Restaurant. Và kế tiếp là Winky với món heo quay, vịt quay rất là ngon. Đây là những món heo quay ngon tại Winky ở Wheelrest, Houston, Texas. Quý vị thấy ngon không? Quá tuyệt vời. Chỉ nhìn thôi mà đã thấy thèm ăn rồi. Da vàng và thịt rất là ngọt ngon. Xe đang chạy hướng từ Bel Air rẽ phải vào Wheelrest và tới khu Nha Trang Plaza. Chúng ta sẽ quẹo phải vào. Phía trước mắt chúng ta là Winky. Kế đó là Sài Gòn Phố, Nam Giao Quán, Cajun Kitchen. Những tiệm ngon tại khu Plaza. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong Winky. Heo quay chứ? Hả? Heo quay. À, mấy heo quay? Ba bao. Một heo hả? Ba bao một. Ba bao chặt không? Dạ. Dạ sao một chiếc dầu chẳng? Xăm bằng sáu chiếc Yeah. Một dĩa bánh hỏi heo quay rất là đẹp mắt và chọc thèm mọi người. Một chén nước mắm cay ơi là cay, cay ơi là cay. Đây là một miếng heo quay. Đó. Và đây là bánh hỏi. Và đưa vào miệng. Đưa dưa leo. Heo quay này của người Tàu quay. Quý vị ở Houston thì hãy đến chỗ khu Nha Trang Plaza. Nó nằm ở gần Cajun Kitchen. Winky. Winky China Restaurant ở địa chỉ 6938 Wheelrest, Houston, Texas 77072. Tiệm người Tàu này rất là đông khách, cho nên là quý vị đến muộn thì sẽ sớm hết hàng. Hãy đến sớm để được thưởng thức món quay rất là ngon. Quán này rất là ngon. Nhiều vịt quay, heo quay. Đó. Thật là vị diệu. Và xin hãy uống bia. Một cái khui rất là xinh điệu. Đó.
hương vị say mê của bia Corona, một loại bia được nhập từ Mexico. Đây là món heo quay rất là ngon. Buổi truyền hình chọc thèm đã bắt đầu truyền hình trực tiếp từ Houston, Texas. Món bánh hỏi heo quay